Nếu các bạn ủng hộ cho kênh thì hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Và nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy ủng hộ tụi mình thông qua bấm vào đường link Weibo Game ở phía dưới nha. Ok, và ngày mới, nó chính xác hơn là tập mới của cái series này thì bây giờ chuẩn bị qua 5.0 rồi, cho nên là mình đi farm cho những con người cũ xong cái đã ha. Alekino đi chẳng hạn ha. Mặc dù trước mặt các bạn đã là một tao. Rồi. Bắt đầu nào. Tôi biết. Cũng ghê đấy, đầu series luôn ấy, đầu tập ấy. Mấy em nữa mừng rồi đó. Hơi nhiều phòng ngự á. Hơi nhiều á. Cũng được, nhưng mà không phải thì ok. Không phải cho Alekino thôi. Cái này chắc chắn cũng không cho Alekino này. Cái này thật ra là nếu như mà các bạn nào có Emily thì còn được này. Vấn đề là mình không có. Wow. Nghe đâu có đồ là được rồi. Nay để chị Hu chị làm đi ha. Nhưng nó là cái hoa gì phải. Thôi nghỉ. Vạn sự khởi đầu nan mọi người à. Kinh về cho đã, dùng người ta để đi, chỉ đi phản ứng. Đấy. À, chào các bạn. Hồi nãy thì Hạo có hỏi mình là ơ tại sao anh lại mang Ganju vào, chỉ để phản ứng rồi sao? Đúng vậy, chỉ để phản ứng một khoe skin thôi. Cho nên là hy vọng mình sẽ ra được những gì ngon ngon nha. Đó, rồi đó. Mời anh hưởng á. Vậy này ai hưởng? Anh hưởng, đồ anh mà. Có phải đồ em đâu. Hưởng thì hưởng dương chắc rồi. Nãy giờ ra cùng set hơi nhiều mà. Hai cái thằng thôi đấy. Tiêu thật thường. Mạnh. Cũng mạnh luôn. Wow. Ê, tính ra là mạnh, mình ra đồ mạnh. Của mạnh hay là bất thường nhiều mà chả ra cái gì hết. Ừ, nãy giờ ra Alekino nhiều lắm á, nhưng mà vấn đề không ra cái gì. Mọi người à, giờ mình chơi nhiều mới để ý cái góc nhìn nộ của Ganju nó đã lắm, nó như thế này này, đó. Rồi ông show cái gì ấy? Ông muốn kinh bị ban à? Mạnh. Sao ta? Tùy anh đó. Thôi nghỉ đi, mình qua ngày mới luôn đi. Không có gì coi ở đây đâu, qua ngày mới đi. Ok, bắt đầu một ngày mới. Thảo. Ủa? Này Thảo tinh thông luôn này. Thảo Emily. Ê mà cái này Emily hơn. Ừ. Emily on set luôn kìa. Nhưng anh không có roll. Ừ thì mai mốt roll sâu đâu, nó đâu bắt đâu, anh giữ được mà. Không nâng cũng được. Ê, tính ra 5.0 mà khả năng thiêu đốt nhiều, ai biết được. Ừ thì đó. Trời. À. Quá mạnh. Lần cuối cùng trong ngày. Ai lộn. À.
rất rất mạnh, rất mạnh. Wow. Ê, on set kìa, on set tinh thông kìa. Hiểu luôn. Rồi vậy hôm nay không có gì hết. Hôm nay không có gì hết. Next. The next day. Now. Chúng ta hãy cùng đến với ngày mới với ngắm Ganh Du rồi để tới ngày mới à. Ừ đúng rồi, ngày mới với Ganh Du. Cái này... Thôi này bỏ đi. Ừ. Cũng được, cũng được. Ổn, ổn, ổn. Thì không, thật ra khóa, cái này khóa. Không, cái này cũng không khóa đâu, tại nó không tốt lắm. Thì thật ra nếu mà, nếu thật ra các bạn nên để ý một điều là Emily thật ra không kê tinh thông lắm đâu. Kê tinh thông đâu, cho nên là bỏ. Mục đích trong tim thôi. Ừ, mà nhìn vẫn cringe. Cái cây mà tiếng thở dài rồi. Ông thở dài thì nó lại không phục vụ cái team này. Rồi, lần cuối cùng. Hãy khiến cho buổi nâng hôm nay của Hưng thành không có gì nào. Mình mới nhận ra là mình không dùng Ganh Du á, nhưng mà thôi thì kết quả cũng vậy. Tại sao dùng giữ mấy cái đó vậy? Bỏ đi chứ. Mình không biết. Cái này đầu tiên. Rồi đi. Mạnh. Quá mạnh luôn. Rồi bây giờ mình còn một cái ly hỏa. Đâu? Này đúng liệu, không? Liệu hơn. Ừ thì có cái mà. Ú, liệu cái ly hỏa nó mạnh hơn ly em không? Ừ. Để coi nè. Nó lô rôn nhưng mà thôi nó vẫn là vô, nó vẫn vô. Không đòi hỏi nhiều. Vô kìa. Có lẽ nào ly hơn ngon hơn ly em. Ôi. Not bad. Ooh. Ủa là vô chưa? Thôi là vô là được rồi. Mình cũng vô là được rồi. 7.4, 18.7, 32 CV. Nó on set thì nó sẽ làm cho anh có nhiều lựa chọn hơn. Nó chắc chắn, chắc nó chắn ngon là nó ngon hơn cái này. Ok, một sự nâng cấp. Thanh thàn. Cúp. Nhiêu rồi ta? 75, 231 này. Cũng được. 2364. Cũng ok, cũng được. Thank you Ganh Du. Được thêm một bước gần hơn rồi. Cứ tiếp tục như vậy nhé. Ok, và ngày mới thì chúng ta sẽ nhờ một nhân vật mới để hỗ trợ đi tìm đồ cho Alekino nhé. Đó là Nilo. Vâng. Không phải lý do quest skin đâu. Giờ không biết cho cũng ai mạnh. Luôn á. Cũng mạnh. Next. Kinnick. Nít nôi gì ở đây? Nó là hai điệu, nó là cái khác nè. Nó là ba nháy rồi được rồi. À, đủ tiền mua ra rất đáng. Thấy chưa? Ba điệu thôi. Tiếp nè. Ok. Ê chị này hấp. Chị này nha. Chị này C6 hả? Chị này C6 hấp rồi. Chị này nha. Chị này xe máy. Xe máy mới hấp được cái. Mạnh đấy. Nâng đi. Anh Long hấp á. Chị này cũng húp được này. Thì đúng, nhưng mà không đúng set. Để coi. Đây. Đây. Sức mạnh này. Ừ.
Cũng được á chứ. Nó 40 CV à. Hay lô rôn. Lô. Ui mạnh thế nha. Cũng mạnh đấy. Bốn chồng thiệt luôn. Anh Long hấp thật đấy. Bốn chồng thiệt luôn kìa. Anh Long hấp cái này thật đấy. Rồi giờ mình chuyển qua cái này đi. Cái này cũng bốn chồng được thì hay mấy nha. Tụi nó 40. Hay 40 rồi á. Ờ. Thôi nghỉ. Đáng lý mình nâng cái này trước. Trời đất ơi, 40. Mình nói 40 CV nó cho 40 ngự à, trời ơi thiệt tình. Ai biểu nó không rõ ràng. Thôi nha. Ủa vậy kết luận là tôi thay được cái nón cho Conilo à? How? Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Rồi rốt cuộc mà nâng cái nón cho Conilo à? Thế Conilo... Ok, một ngày mới và tiếp tục. Tiếp tục Conilo. Người ta sẽ thắc mắc là tại sao ông có skin để ông mặc mà ông không có máy tính mạnh để ông stream đấy. Ủa skin chứ đâu, skin thì mấy trăm chứ đâu phải mấy chục triệu đâu mấy các bạn. Nói chung là không ra này. Tiếp này. Thuốc này có hơi cũ không? Nói chi vậy? Next. Mình quẹn cái được rồi. Nâng lên. Nâng cho ai? Kỳ đít. Nít nôi gì ở đây. Nhưng mà nói câu này một lần rồi đúng không? Ừ, hôm qua á. Vẫn giờ nhưng mà không nâng. Nét. Tại sao lại có li ti trong đó? Họ đi luôn. Rồi. Vâng, chúng tôi đã triệu hồi một nhân vật khá là lạ lẫm. Vâng, hãy lộ mặt đi nào. À vâng, là nãy lý do tại sao rồi. Hiện tại là các bạn có thể thấy cái team hiện tại là Purina Zombie Hutao Vigilan. Lý do là bởi vì này là do mình đi tầng dưới các bạn. Tầng dưới là hoàng kỳ này. Có nhiều nham quá cho nên là mình phải Navia luôn. Hả? Navia có mà. Yếu. Rồi. Thì ai nói gì còn hù tao C3 của anh đó. Hơ. Lần thứ tu. Ê, tôi bắt đầu thất vọng với anh Dông Ly rồi nha. Nha. Kỳ rồi nha. Tuyệt vọng đi. Ok, tôi sẽ tuyệt vọng. Không mấy mình tuyệt thật luôn nữa. Ai tuyệt thật là đi á. Nhân vật không đi mà người cầm đi á. Đồ của cô ấy là thứ Alekino muốn chứ không phải là thứ cô muốn nha cô ấy. Không, chắc là tại anh không chịu gọi tên người ta mà cứ gọi cô ấy hoài bực mình á. Ok, hôm nay tôi lại mặc một đồ màu đen. Vì lý do là mất niềm tin cho cuộc sống rồi đó. Đúng làm chính này kìa. Nâng đi. Nâng lên.
Trời ơi, thiệt chứ. Next. Trời má ơi. Mạnh. Kia tấn công mà. Ví dụ như cái game này mà tạo ra chừng 5 con vật lý đi. 5 con chơi đa vật lý đi mà còn suy nghĩ chứ game này có nhiều. 1,5 con. Quá. Tính ra luôn á. Sao? Này mà 7.8 anh còn suy nghĩ chứ 5.4 nhìn mày. Mạnh mà. Next. Trời đất ơi. Bây giờ Yongli rất hiệu quả ấy. Yongli cũng hiệu quả, Yongli cũng hiệu quả. Ê, dạo này anh thấy 5.4 nhiều lắm nha. Lại hồn. Ê, làm ơn ngày mai mình cho cái gì khác ngoài 5.4 là 7.8 sát thương bạo, 3.9 tỷ lệ, rồi 21 tinh thông, rồi cái kia đi. 2.7. Rồi, ngày mới. Giờ tôi cũng không biết có ngày mấy rồi, thôi cứ làm đi ha. Không biết ngày mấy cũng chả biết khi nào đồ ngon ha. Xong có thấy cái ly hỏa siêu mạnh nè. Tôi suy nghĩ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Hên hên hên, không có ly hỏa ly nữa đọc thiếu tên nữa. Gì dữ không? Không. Gì dữ. Trời ơi. Anh có hai cơ hội, vòng 4 nó là crit down đó. Thì anh có giữ không? Hai cơ hội đó. Gì cũng tệ hết vậy trời. Cây cứ nâng hết cả hai đi. Ừ. Đó hơn không đúng không? Ừ. Đó tùy anh. Trời. À, không giữ luôn kìa, không giữ luôn. Ok ok. Này mày giữ hả? Không có tiềm năng. Đỡ đi. Không có tiềm năng, không có tiềm năng. À. Ừ. Đó. Quan trọng có được ngon hay không thì không biết nha. Ý được nè, cũng được nè, cũng được nè. Được 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 được, có tiềm năng hơn rồi đó. Rồi. Ừ. Trời ơi. Khởi đầu ngon điên luôn. Nhưng mà vô đúng là lật. Trời ơi, khổ ghê luôn á chứ. Thôi được rồi ha. Tới đây thôi. Mạnh mạnh mạnh. Vô. Thôi đi luôn, được rồi. Đi đi đi. Trời ơi, tiếc ghê chứ. Nói giùm anh luôn nè. Rồi, chợt phát hiện ra hôm nay ngày cuối rồi. Làm ơn đi. Ra gì đó đi. Bully. Hết video. Ê. Ê. Đừng nói bí quyết là phải cầu xin nha. Lát nó coi biết sao. Ừ. Đó, bạn bé đây nè. Ba dòng rất đẹp. Ủa sao cũng đi chơi hàng nãy ta. Trời ơi. À.
bạn, big bạn. Ngày cuối rồi mình đăng cái này luôn. Đi con mày tới đâu? Ê! Wow! Đây đây đúng 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 chất con phù đấy. Rồi tại rồi. Sao lại lại là cái đồ này? Trời ơi. Em nghĩ anh nên run Kinnick thay vì Mulani. Trời ơi. Trời ơi. Thì đúng nghĩa là thầy Nham mà anh chơi gì nữa. Nham này Nham hắc bay. Sao lại ngữ hoài vậy? Ờ nó ra hai cái hoa, ok. Nếu mà nói gì. Còn cơ hội cuối nha. One more time. Đó HP kìa. Nó mạnh thì anh đủ kình đủ nhựa làm kình ten Alekino bên linh chưa ta. em cũng đang hơi hóng Alekino bên đó. Bên Alekino bên yes. Mày min rồi. Nhiêu ta? 33, 34 hả? 34, người 34 anh. Ở đây nè đúng không? Tấn công flash này. Rồi được rồi, được rồi. Tới đây thôi. Rồi bây giờ tới cái ly hỏa đúng không? Em nghĩ ly hỏa nên ô. Nào hỡi 2000 mấy subscriber của chúng tôi, những người đang xem video này làm ơn làm phước cho xin like một like, nếu chưa sub thì cảm ơn cho sub, mấy bạn nào mà chưa sub thì làm ơn cho tôi cái dòng cuối thì là bạo vậy. Một sự bùng nổ hả? 1 2 3 tính ra vậy. Thực ra là nếu mà anh chưa có thì nó không tệ, nhưng vấn đề anh có rồi nó ngon hơn anh hiện tại thì nó tệ. Kết thúc bằng một sự bình thường, không thể bình thường hơn. Mở khóa cái. Thôi ít ra là trong video lần này con Alekino cũng lên hạng, cũng đỡ rồi. Yeah, cũng lên được một bằng xíu cái này này. Ở đoạn này. Yeah, ở cái đoạn này không nhiều lắm nhưng mà thôi thì cũng được đi. 75-231 cũng là một sự cải tiến kha khá. Yes. Rồi tôi không biết nữa, từ giờ tới 5.0 thì còn vài ngày nữa tới 5.0 thì còn cơ hội nào đó đi bình thân không. Mà hình như 5.0 mình được chá mấy cái đống này rồi. Ôi không chưa. Ở chưa hả? Ừ, set này vẫn chưa anh. À, chỉ tới thợ săn Mario Chelsea thôi. Mi cầu trời, cái set này nữa là làm sao? Trời ơi khổ ghê. Rồi và đó là kết thúc video, nhớ nhấn like subscribe cho kênh, ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả và phù hộ cho tụi tôi cho coi những cái món nào ngon nữa coi. Trời ơi. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.